Hy vọng có thể là đem được một chàng rể Thảo về nhậu chung với bố em cho vui. Em cũng đang muốn kiếm một nàng dâu cho mẹ. Điểm yếu là em nấu ăn vạn người chê. Em ế từ năm này qua năm nọ mà ế truyền kỳ luôn. Em đổi được cái nhà, em bán đất rồi mua xe hơi. Em tên là Phạm Thị Nam Phương. Tháng vừa rồi thì em 29 tuổi, nhưng tháng này em đã 30 tuổi. Rồi. Dạ, hiện tại thì em đang làm bất động sản tại Bình Dương và em cũng ở Bình Dương. Thì mục đích em đến chương trình hôm nay, hy vọng có thể là đem được một chàng rể Thảo về nhậu chung với bố em cho vui. Trời ơi, dễ thương quá. Bố nhậu dữ lắm hả? Dạ không, tại vì thấy nhậu một mình buồn quá. Rồi. Dạ. Rồi, mời bạn trai bên kia giới thiệu. Em tên Phạm Khoa Nguyên, em xin chào chị Cát Tường. Em năm nay 35 tuổi, cũng đang muốn kiếm một nàng dâu cho mẹ. Quê mình ở đâu, đang làm công việc gì em? Em ở Củ Chi, em làm công ty thương mại về bao bì giấy, bao bì nhựa. Công ty của mình luôn hả? Dạ, em ở công ty của mình luôn anh. Trời, giỏi quá vậy ta. Giỏi quá ha. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu của bạn là gì? Dạ, điểm mạnh của em là em vui vẻ, hòa đồng, có khiếu hài hước. Khi đến chương trình thì người nhà với là bạn bè cũng có khuyên là thôi đến chương trình đừng, mày đừng có hát nha. Nhưng mà nói chung nhân dịp hôm nay để cho dễ thoải mái, đúng không chị? Đúng rồi. Dạ, mình cứ thể hiện tài năng của mình đi. Đúng. Dạ, để cho chương trình thêm vui vẻ thì em xin tặng mọi người với chàng trai bên kia một bài hát. Trước khi hát thì em cũng xin gửi lời xin lỗi đến tác giả, tại vì em có sửa lời bài hát mà không có xin phép. Rồi. Là cô gái hay thả tinh bay lung tung, bay linh tinh, làm cho tim anh thẫn thờ. Bao ngày nhớ, bao ngày mong. Em cao 1m55, cộng phân quốc thêm 5 phân. Anh ơi có yêu em không? Thôi thì là duyên, nếu người thuận thì em xin thôi chuyện mẹ cha. Xin rước anh về làm chồng nha. Thương anh để lâu chắc ba đành đòn. Thôi anh ơi ta cưới nhau nha. Ai hi hi, y ha ha. Dễ thương. Em ơi, giờ anh cũng hát tặng em một bài ha. Rồi, làm luôn. Ngộ kỳ thời, con kiến mới leo dây. Nam mô di bố phụ, gặp mặt nhau đây. Chúng này hẹn hò thi chung sắc son. Em ơi, anh vẫn chờ. Em chờ. Rồi, xong. Để anh về thôi với mẹ. Gia duyên ta cưới liền. Cặp này tôi thấy xứng rồi nha. Rồi còn điểm mạnh gì nữa không? Hay có điểm yếu gì không? Dạ, điểm yếu là em nấu ăn vạn người chê. Em kén ăn mà cái kén ăn của em hơi kỳ. Có nghĩa là em ăn bún bò chứ em ăn phở bò. Em ăn bò xào chứ em ăn lẩu bò. Rồi em ăn bò nướng chứ em không có ăn cháo bò. Chị chóng mặt quá. Còn gì nữa không? Có tật xấu gì không? Dạ, với lại là em nghĩ em có một cái khuyết điểm mà em nghĩ là em ế từ năm này qua năm nọ mà ế truyền kỳ luôn. Em có một cái tiêu chí chọn bạn trai. Em tự đặt cho nó là cái tiêu chí hay ít. Ví dụ như là về nhắn tin, em đang làm gì đó, không giấu. Một gạch chéo là một ít rồi. Rồi. Hoặc là sử dụng ngôn ngữ tin cóp. Giống như là em đang làm gì đó, em quá, ăn cơm chưa, ăn cơm, cơm mà chưa ăn. Gạch chéo. Nếu mà qua được cái gạch chéo đầu tiên, sẽ đến cái gạch chéo thứ hai. Thì gặp mặt, thì thường gặp mặt là em gặp mặt em sẽ tạo cho bạn đó một cảm giác nó thoải mái. Để cho khi mà con người ta thoải mái thì người ta sẽ bộc lộ một phần cái tính cách con người ta ra. Đầu tiên là hút thuốc, gạch chéo. Rồi, em gạch hoài, chắc em gạch hoài hay chị em ế hoài vậy, ế. Rồi, thứ hai là nổ. Gạch chéo. Gạch chéo. Thứ ba nữa là nói chuyện kiểu như là có xem cho từ chỉ bảy á chị. Gạch chéo, rồi. Không ai có thể vượt qua được cái gạch chéo thứ hai. Rồi, ế luôn. Ế. Hiểu. Còn em trai, điểm mạnh, điểm yếu là gì? Em thì em chịu khó lắm. Lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Lúc trước thì em ở bên chính. Em chưa có nhà mà em chạy qua Củ Chi em mua nhà. Em thấy nhà xấu quá, thành ra phải đổi cái nhà. Cái em đổi được cái nhà, cái em đặt xin tiền mua cái là cái nhanh nhạy, năng động của mua cái nhà lớn, cái em bán đất rồi mua xe hơi. Quá giỏi. Cái giờ thấy xong giờ kiếm vợ. Còn điểm yếu của em là gì? Điểm yếu của em thì giống như là em thích công nghệ quá, thành ra người nó cũng khô khan. Anh thấy em cũng đâu khô gì đâu. Bạn gái thì chung là tiêu chí cũng biết nãy giờ cũng nhiều rồi. Dạ. Nhưng mà về ngoại hình á thì em thích một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ, ngoại hình thì cao 1m7, tính điềm đạm, có công ăn việc làm ổn định, với lại đặc biệt là không hút thuốc, tại vì em chịu không được mùi thuốc lá. Ở Bình Dương thì càng tốt. Chào em. Đi qua cầu là tới. Em cao mét mấy? Em 1m61.3 phân. Đo kỹ dữ vậy luôn á hả? Rồi mình có hút thuốc không? Em không hút thuốc, không uống rượu. Nói chung em chỉ có mê là mê máy tính thôi chị Tường. Thì cũng được. Khi nào em tiến tới hôn nhân được? Em thì thích đi ngay đi luôn, ra chừng nào cũng được hết.
Ngay giờ luôn, lúc nào cũng được hết. Mọi thứ sẵn sàng hết rồi đúng không? Dạ đúng rồi chị. Hiện tại em đang sống với ai? Em sống với mẹ em. Nhà có hai mẹ con, em con một. Ừ, lấy vợ về là sẽ sống chung với mẹ, sẽ làm dâu đúng không? Dạ đúng rồi chị. Ăn thua tình yêu em đủ lớn hay không để thuyết phục bạn gái ha? Mình kiếm một công việc gì đó nó phù hợp cho bạn gái gần nhà là được. Cái đó được thôi chị. Tại đúng không? Em thì em một mình em set up công ty mà. Tốt. Dễ. Vậy là hợp lý rồi đó. Yên tâm nha. Anh nghĩ bên đàn trai quá ổn rồi. Bây giờ đến qua coi mắt đàn gái coi sao nha. Dạ. Ý, chào dạ. Em gái. Dạ dễ thương. Dạ. Mình làm dâu tốt quá đi chứ em. Anh nghĩ rằng là nhà con một mà anh bên đây cũng hiền khô à. Dạ, em nghĩ nếu mà với quan niệm làm dâu thì ngày xưa thì còn sợ thôi. Chứ ngày nay thì suy nghĩ hiện đại hơn rồi. Quan trọng là vợ chồng em đến với nhau có ở được dài lâu hay không. Em với anh này mà hợp nhau á thì em cũng có thể làm dâu được. Được, anh nghĩ được. Quan trọng là mở ra em với anh có cảm xúc gì với nhau hay không. Vậy thôi. Anh nghĩ rằng có cảm xúc đó. Dạ, em có hy vọng như vậy. Ừ. Vậy bây giờ nhìn thử cái hình hồi nhỏ đi. Đó. Rồi coi có cảm xúc hay không là được liền. Đó. Đẹp trai không? Coi đi, coi đi. Thấy chưa? Ngon lành chứ bộ. Hồi này lúc này mấy tuổi hả anh? 15 tuổi. Cái ông 15. 15 tuổi, dạ. Được không em? Dạ nhìn giống trai Hàn Quốc á, em cũng thích Hàn Quốc lắm á chị. Bây giờ bị tàn phá hơn nhiều rồi cưng. À vậy à. Rồi, có hình bằng nữ không? Trời cho bằng nam coi luôn. Đó. Xinh không? Xinh nhìn dễ thương. Được rồi. Rồi với đàn gái nói chút đi. Thật sự là tôi cũng rất vui và phấn khởi đến với chương trình này, thì tôi nghĩ cái chương trình này phải thêm được một cái cụm từ nữa. Chương trình là nhịp cầu nối những bờ vui và hạnh phúc. Tôi cũng có xem qua cái chương trình này thì tôi thấy là rất ý nghĩa. Tạo điều kiện rồi cho các đôi lứa được coi như là giao lưu với nhau, thì cũng nhờ coi như MC Quyền Linh, MC Cát Tường mát tay. Tôi xem tôi rất thích, mà mỗi lần xem là tôi trẻ ra mấy túi nữa. Hồi nãy Quyền Linh khen tôi đẹp trai đúng không? Đó, nhờ cái chương trình như đấy. Vâng. Thôi thì bây giờ nói chuyện về người nhà mình. Thì nếu mà các cháu sau này mà tìm hiểu thì cũng mong được cái sự giúp đỡ có thể đối với gia đình, để cho các cháu có cái thời gian tìm hiểu với nhau. Thì cũng tôi đồng ý ngay. Dạ dạ. Cảm ơn hai gia đình ạ. Rồi bây giờ gia đình là ủng hộ nhau hết trơn rồi ha. Yên rồi, tâm mẹ chưa? Chồng quá dễ thương luôn, thấy chưa? Mở rào. Bây giờ chuyện còn lại là của hai bạn đó. Bắt đầu đi. Rồi xin mời hai bạn. Dạ em hôm nay nhân dịp đến chương trình thì em cũng có món quà nhỏ tặng anh. Đây cũng là thông điệp em muốn gửi đến anh. Anh đọc 4 câu đó là thông điệp em gửi đến anh hôm nay. Những sóng gió cuộc đời xin em đừng gục ngã. Anh sẽ làm tất cả chỉ cần ta yêu nhau. Anh thấy rất thích và ý nghĩa. Cảm ơn anh cũng ngoài cuốn sách em. Này thì em cũng có một cái món quà này chỉ dành tặng riêng cho anh thôi. Anh chú ý lắng nghe em. Mình yêu nhau bình yên thôi. Mình nói với nhau bao điều rồi. Để những giấc mơ tự do bay mãi xa. Tay nắm tay không cách rời. Mình yêu nhau bình yên thôi. Mình nói cảm ơn với gió trời. Để những giấc mơ tự do bay mãi xa. Tay nắm tay về muôn nơi. Đi luôn hả? Đi luôn hả? Ê, dạ, dạ, chưa được. Dạ, em quên, em nhập tâm quá. Ngồi ngồi đi cưng, chưa dạ. Đâu, chưa có đi rồi. Được đâu. Chưa bấm nút rồi, đi rồi. Anh cũng biết Khiêu Vũ, có thể mời em Khiêu Vũ. Khiêu Vũ hả? Dạ. Em không biết Khiêu Vũ, anh chỉ em dạ. Anh chỉ em cũng được ha. Dạ. Cần nhạc không? Rồi, cho em bài nhạc Rumba đi. Rumba, vô. Trời ơi, sao khổ quá, chóng mặt quá à. Hồi cổ xỉu giờ. Thôi về luyện thêm. Cặp này về vui rồi nha. Vui. Rồi cảm nhận về nhau đi hai bạn. Anh có điều gì muốn hỏi em không? Thì anh thì hơi thấp á, thì theo em thì thấy có hợp với lại cái ý nghĩ ban đầu của em không? Dạ thì nói chung qua bên kia thì em nghĩ anh khác lắm.
Tại nhìn cái hình á thì em nghĩ là anh hơi cao nhưng mà to có đen có đen có nhưng mà thơm, hơi thơm, không có hôi, thơm. Thì anh cũng vậy, tiếp cận em anh cũng thấy ok không, thấy nhẹ nhàng. Rồi bây giờ chuyện hẹn hò mình như thế nào nè, một tuần gặp nhau hẹn hò đi chơi cái nhau bao nhiêu lần? Công việc của em thì thường cái thời gian rảnh của em sẽ như thế nào? Em thì bất động sản thì nghề của em nghề tự do nên em cũng rảnh nhiều. Ví dụ như sáng thì em đi làm giờ hành chính là đến 5 giờ thôi. Nói giờ hành chính vậy thôi nhưng mà ngành của em sale nên chạy bên ngoài thôi. Hai bạn hãy nói một câu gì đó thật tình, trong lòng mình nghĩ về đối phương lúc này như thế nào để chúng ta quyết định có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Anh thì đến chương trình thì anh cũng có mục tiêu rõ ràng, thì thấy em cũng có mục tiêu cũng tốt, mình hợp với nhau thì hãy cho nhau cơ hội, rồi sau chuyện gì tới thì cứ tới mà tới nhanh cũng được. Dạ. Em nói chung là nào giờ khó nào giờ rồi thì thôi, coi như là đây là một cái cơ hội đấy, cho tự cho mình một cái cơ hội, cho anh một cơ hội, cho em một cơ hội và cho chúng ta một cơ hội đi. Đúng rồi. Rồi đặt tay vào nút bấm nè hai bạn. Rồi chúng ta đã có một khoảng thời gian ha, ngắn nhưng cũng vừa đủ để tìm hiểu nhau, trò chuyện với nhau. Bây giờ cái quan trọng là sự quyết định của hai bạn. Bấm nút là hẹn hò, tìm hiểu và tiến tới hôn nhân nhé. Chúng ta nhắm mắt lại. Nãy giờ mình có thể nói chơi vui, nhưng bây giờ là phút thiêng liêng nhất, kiểm tra con tim một lần nữa nha các bạn. Tim rung động thì bấm, không rung động để dành cho người khác. Chuẩn bị. 1, 2, 3. Hết thời gian. Nắm tay nhau đi hai bạn. Nắm tay nhau nào. Đó, bây giờ xin hai bác đi. Bắt đầu từ hôm nay, mình chính thức hẹn hò với nhau. Hứa với hai bác những điều gì? Dạ, con xin phép hai bác tụi mai sẽ hẹn hò với em, sau này nếu có thành đôi cũng sẽ quan tâm lo lắng cho em, cũng gắng noi theo gương của hai bác. Rồi. Đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng để tặng các bạn. Việt Nam Cacao gửi tặng hai bạn hộp sô-cô-la đa vị do Việt Nam Cacao sản xuất. Việt Nam Cacao xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như những thanh sô-cô-la này. Gửi tặng hai bạn đây là một chiếc Smart TV 40 inch trị giá là 6.990.000 đồng đến từ Akino, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt. Nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân thì chiếc TV này sẽ nằm trong ngôi nhà của hai bạn. Rồi đây giỏ hoa của bạn đây, tìm hiểu nhau thật kỹ nha, sớm báo tin vui cho chúng tôi nha. Rồi chúc mừng. Chừng nào rảnh nữa mời anh. Rồi, cuốn sách kìa, ghé tạc ngang lấy cuốn sách.